Máy nước vừng miền Mỹ xin kính chào quý khách. Món ruốc chả bông chay là một món ăn phổ biến trong nền ẩm thực chay. Ruốc nấm chay được làm từ nấm hương nên rất thơm ngon, đặc biệt nhiều chất dinh dưỡng quan trọng tương đương với thịt. Nhưng nếu chỉ làm thủ công mà không có công cụ hỗ trợ sẽ rất mất thời gian và công sức. Thấu hiểu được điều đó, máy nước vừng miền Mỹ chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra đời một máy xay nấm hương chay công suất 900W. Đây là một thiết bị tuyệt vời giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ đắc lực cho người chay tịnh, các bếp ăn của chùa hoặc các cửa hàng kinh doanh đồ chay, tối ưu được thời gian và chi phí. Về giá bán, hiện tại mẫu máy này đã được Việt Mỹ chúng tôi bán với giá là 2 triệu. Về chi tiết cấu tạo của máy, máy sử dụng motor 900W. Thực tế đã có rất nhiều Phật tử và tín đồ ăn chay hay các nhà hàng đồ chay sau khi đã sử dụng nhiều máy xay nhập khẩu hoặc các mẫu máy xay cố thủy tinh quảng cáo rất hấp dẫn, nhưng khi mua về chỉ dùng một thời gian đã chập cháy hoặc không xay được như kỳ vọng. Tự hào là một sản phẩm được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn 100% tại Việt Nam. Máy xay nấm hương chay của Việt Mỹ đã được rất nhiều tín đồ ăn chay, bếp ăn của chùa tin tưởng và sử dụng. Và sau khi sử dụng máy 900W này, đã rất bất ngờ vì máy xay quá hoàn hảo, vượt trên cả kỳ vọng. Với mẫu máy này, Việt Mỹ chúng tôi trang bị động cơ sẽ đầu nguyên chất 100%, motor máy bơm siêu khỏe, lớn hơn rất nhiều so với các mẫu máy cối thủy tinh, máy xay công nghiệp nhập khẩu, đắt đỏ. Motor được Việt Mỹ thiết kế với khả năng xay mạnh mẽ để xử lý thực phẩm dễ dàng, đảm bảo quá trình xay diễn ra nhanh chóng và không bị kẹt hay quá tải. Với thiết kế thân thiện, dễ dàng sử dụng, luôn kiểm soát được các mức độ bông của nấm ở mức hoàn hảo. Về tiêu chí của chúng tôi, chất lượng luôn là lên hàng đầu. Hiện tại, Việt Mỹ là đối tác đáng tin cậy của rất nhiều các nhà hàng chay, các chùa, các cơ sở Phật giáo và các gia đình ăn chay trường. Sản phẩm luôn đứng top đầu trong các mẫu máy xay nấm hương chay. Tại đây, quý khách có thể thấy dụng cụ đánh ruốc là một thanh đánh dạng trụ tròn. Nắm bắt được đặc thù của xay nấm hương chay, Việt Mỹ chúng tôi đã thiết kế thanh đánh dạng trụ tròn mà không phải là dao cắt sắc bén, với chức năng chủ yếu là xay nhuyễn và sát nát thực phẩm. Về chi tiết thì thanh đánh ruốc nấm hương là một thanh đánh trụ tròn, khi xay với tốc độ cao sẽ đánh tơi bông và tạo nên những mẻ ruốc nấm hương chay hấp dẫn. Đây là thiết kế khác hẳn với các cối xay sinh tố, lưỡi dao nhỏ, sắc và xay nhuyễn, xay nát sẽ không thể tạo ra được nấm bông mềm như kỳ vọng. Với thể tích lòng nồi là 5 lít thì với 1kg chân nấm, thời gian xay chỉ mất hơn 30 giây, quý khách đã có một mẻ ruốc nấm chất lượng. Một ngày quý khách có thể xay từ 10 đến 15kg là điều khá đơn giản. Với nắp vung kính cường lực trong suốt, giúp quý khách có thể dễ dàng theo dõi và kiểm soát được độ bông của nấm. Với thiết kế chốt lật tiện dụng, sau khi xay xong, quý khách chỉ cần nghiêng là có thể chút toàn bộ thực phẩm vừa xay ra ngoài một cách dễ dàng. Với thiết kế thân, nồi và khung hoàn toàn bằng inox cao cấp, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Về ưu điểm, điểm mạnh của mẫu máy này là chức năng xay đa năng, tích hợp rất nhiều thiết bị trên một mẫu máy. Ngoài thanh nút chà bông chay, máy còn đi kèm dao xay dự phòng sắc bén, giúp quý khách có thể xay được rất nhiều các loại thực phẩm khác như xay nhân chả giò chay, xay giò chả lụa chay, xay pate chay, xay súp bí đỏ, xay các loại nước sốt gia vị, xay hành, tỏi, ớt hay ngũ cốc và rất nhiều các loại thực phẩm chay khác. Về đối tượng khách hàng, nhà hàng đồ chay, các bếp ăn của chùa, tịnh thất, các gia đình thường xuyên sử dụng các món ăn chay, quý khách sẽ rất bất ngờ khi sử dụng con máy này, vì nó có thể lấn át được tất cả các chức năng của máy xay sinh tố thông thường, vừa đảm bảo chức năng xay đa dạng và độ bền còn trên mức kỳ vọng. Về chế độ bảo hành, Việt Mỹ chúng tôi bảo hành toàn quốc 12 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Quý Phật tử có nhu cầu mua máy xay nấm hương chay, vui lòng liên hệ số hotline 0906 224 288 để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.